Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của HV Shop. Ngày hôm nay khác với thường lệ một chút thì trên tay mình đang là ba cây vợt đến từ hãng Lightning. Ở đây chúng ta có Aeronaut 6000 Power, Aeronaut 6000 Control và Aeronaut 6000C, hay còn chúng ta biết đến với cây vợt đó là 6000 Combat ấy. Đó. Thì ở đây chúng ta có hai cái phiên bản mới ra mắt trong năm 2022 vừa rồi, đó chính là 6000 Power và 6000 Control, và một phiên bản 6000C đã được ra mắt trước đó, rất là thành công, được nhiều người sử dụng rồi. Vậy thì tại sao ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây ba cái vật này? Thì trong clip này chúng ta hãy cùng đi so sánh, tìm hiểu xem ba cái vật này nó khác nhau như thế nào và nó hướng đến cái đối tượng người chơi như thế nào nhé. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta cũng như thường lệ sẽ đi vào cái phần thiết kế màu sắc tổng quan bên ngoài, tổng quan bên ngoài của từng cây vợt. Thì trước tiên chúng ta sẽ đến với 6000 Power. Thì đối với cây Lightning Aeronaut 6000 Power này, nó là phiên bản cải tiến của 6000C, 6000 Combat. Đó, thì đúng như cái tên của nó thôi, Power là thể hiện cái sự mạnh mẽ, sức mạnh. Thì ở đây chúng ta có một cái nước sơn màu đen nhám chủ đạo. Điểm nhấn ở đây là những họa tiết màu xanh lá cây này, màu đỏ này, hoặc là những cái đường màu vàng ở trên thân vợt và mặt vợt. Tổng thể về màu sắc thì so với phiên bản trước ấy, thì phiên bản trước ở đây chúng ta có một cái nước sơn vẫn là đen nhám chủ đạo. Điểm nhấn là họa tiết màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh ngọc ấy, ở trên thân vợt và mặt vợt. Đó, để mà so sánh về cái mức độ hoàn thiện nước sơn trên hai cái vợt này ấy, thì mình đánh giá là chất lượng giống nhau. Bởi vì sao? Đây đều là những cái vợt mà cận cao cấp của hãng Lightning. Đâm ra là làm về cái độ hoàn thiện nước sơn thì không có gì phải bàn rồi, rất cao cấp. Đó. Còn về màu sắc ấy, thì cá nhân mình đánh giá nhé, sở thích của mình thì mình thích cái màu sắc của phiên bản cũ hơn, Aeronaut 6000C Combat hơn. Bởi vì sao? Nó có cái màu sắc của nó có cái sự khỏe khoắn, nó mạnh mẽ, nam tính hơn. Tuy nhiên thì 6000 Power với phiên bản mới này ra mắt năm 2022 này thì nó lại có cái màu sắc dịu hơn một chút, hài hòa hơn một chút. Đó, có lẽ là nó sẽ phù hợp với nhiều đối tượng người chơi hơn. Đó, mình nghĩ là như vậy. Và thêm nữa là cái màu sắc mới này nó có sự nổi bật hơn so với cả phiên bản cũ. Đó, anh em có thể nhìn qua so sánh tổng trực tiếp luôn. Đó, xin lỗi anh em là có thể là cái giọng mình hơi bị nặng bởi vì mình vẫn còn đang bị cúm một chút 2-3 ngày rồi, nhưng mà có đỡ hơn nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Đó, thì đó là về cây 6000 Power và 6000 Combat. Đó, tiếp theo ở đây chúng ta đến với thiết kế của cây vợt Lightning Aeronaut 6000 Control. Thì 6000 Control này ấy, nó là phiên bản cải tiến của Aeronaut 6000 In, một phiên bản thiên về cái tốc độ và độ nặng đầm đầu dành cho cái việc phản tạt nhanh trên lưới. Đấy, thì ở đây tôi lại không có cái phiên bản 6000 Y để so sánh trực tiếp cho anh em. Tuy nhiên thì về thông số kỹ thuật thì cây vợt này nó cũng giống hoàn toàn so với cả phiên bản cũ. Nó chỉ thay đổi ở đây chúng ta thấy rõ rệt nhất đó chính là cái phần thiết kế bên ngoài. Ở cái cây 6000 Y ấy thì cái màu sắc mà nổi trội nhất chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là màu tím. Thì ở đây chúng ta có một cái màu xanh rất là óng ánh này, nhìn trực diện thì nó là màu xanh tím than, nó có những cái vân li ti này, nhìn kim tuyến rất là bóng nhá. Đó, thì bản thân mình nghĩ ấy, cái cây vợt này nó có một cái nước sơn khá là đẹp, nó khỏe khoắn hơn, nó nhìn nó sang trọng hơn cái cây Aeronaut 6000 Y. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn để ý ấy, 6000 Y thì thường nó sẽ dành cho cái lối chơi tấn công nhanh, phản tạt nhanh trên lưới, thì nó sẽ phù hợp nhất với cả những chị em mà đánh lưới tốt. Đó, thì với cái màu sắc tím như vậy nó sẽ phù hợp hơn với chị em. Tuy nhiên thì đến với cái phiên bản cải tiến năm 2022 này ấy, hãng Lightning cho ra mắt vào tháng 2 năm 2022,
thì cây vợt này nó có một cái gì đấy khỏe khoắn hơn, nó sẽ phổ cập hơn đến cả những anh em thích đánh lưới hay phản tạt thủ cầu, hoặc là có những cái gập cổ tay nhanh ở trên người ấy, thì nó cái màu sắc này nó cũng hoàn toàn phù hợp với cả anh em nữa. Nó không đơn thuần là chỉ dành riêng cho chị em phụ nữ như cái cây 6000 ý trước đây đó. Về tổng thể thì ở đây ngoài ra ấy, hãng Lightning còn cho ra mắt thêm cả hai phiên bản là Iodat 6000 Max và Iodat 6000 Speed. Thì ở đây ngày hôm nay mình chưa có hai cây vợt đấy trên tay để giới thiệu đến anh em. Mình sẽ gửi đến anh em sớm cái clip đánh giá nhanh trên tay nhanh hai cây vợt đó. Thì tóm gọn lại về thiết kế màu sắc bên ngoài, chúng ta có cái sự cải tiến về màu sắc khá là rõ rệt. Nếu như 6000 Power được cải tiến từ 6000C thì nó có cái màu sắc dịu mắt hơn, phù hợp với nhiều đối tượng người chơi hơn. Nó bản thân mình đánh giá nó sẽ không mạnh mẽ bằng. Còn với phiên bản cải tiến của 6000i, ở đây là 6000 Control ấy, thì mình thấy là cái phiên bản màu này nó sẽ trung tính hơn, phù hợp với cả nam cả nữ đều có thể chơi được. Thay vì với phiên bản 6000i trước đây thì nó hơi có một cái gì đó nữ tính một chút về màu sắc đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần thứ hai, đó là phần thông số kỹ thuật trên cây vợt này. Thì chúng ta sẽ đi với cây vợt đầu tiên 6000 Power và 6000C. Thì đây là hai phiên bản cải tiến này, phiên bản cải tiến và phiên bản cũ đó. Thì chúng ta vẫn có ở đây là một cái thiết kế giống y hệt rồi, không có khác biệt gì về chiều dài cán cầm, chiều dài của đũa vợt hay độ to của mặt vợt cả, nó vẫn là giống y hệt. Chúng ta vẫn có một cái thân vợt có độ cứng trung bình, trọng lượng là 87 cộng trừ 3 gram theo công bố của nhà sản xuất, và điểm cân bằng là 295 cộng trừ 4 mm. Thì đối với phần thông số kỹ thuật ấy, thì hai cái vợt này là hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ khác biệt ở đây là về cái thiết kế màu sắc bên ngoài thôi đó. Thì đối với sự cải tiến này ấy, thì hãng chỉ tập trung vào cải tiến cái thiết kế bên ngoài thôi. Còn về trọng lượng, cảm giác chơi và cái lối đánh hướng đến ấy, thì nó vẫn giống hệt như cái phiên bản 6000C Combat trước đây. Đối với Ionat 6000 Control, hay là đây là phiên bản cải tiến của Ionat 6000i ấy, thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cây vợt có độ cứng trung bình, trọng lượng khá là nhẹ, chỉ khoảng 79 cộng trừ 3 gram và điểm cân bằng rất nặng. Điểm cân bằng rất cao, lên tới 315 cộng trừ 4 mm. Thì đây là một cây vợt có thân cứng trung bình này, đầu vợt nặng, cho chúng ta cái khả năng linh hoạt, tì đè nhanh trên lưới những cú giật của tay đó, tấn công nhanh. Thì lối chơi của nó thì vẫn giống với cả 6000i thôi, nó chỉ thay đổi ở đây là phần thiết kế bên ngoài. Tiếp theo là về cái phần công nghệ nổi bật trên các cây vợt Ionat 6000 Power, 6000 Control này ấy. Thì ở đây chúng ta vẫn có một cái công nghệ đầu tiên luôn luôn phải nhắc tới cái dòng vợt Ionat này, đó chính là công nghệ Ionat Technology. Thì đặc điểm nhận dạng ở đây là chúng ta có hai cái khe thoát khí ở trên mặt vợt. Đó, các bạn có thể nhìn thấy hai cái khe thoát khí đó, ở góc 5 giờ và góc 7 giờ. Thì đây là cái công nghệ đặc trưng khi mà nhắc tới cái dòng vợt Ionat này. Nó cũng là cái điểm đặc điểm nhận dạng cho chúng ta biết là đây là cái dòng vợt Ionat đặc trưng của Lightning. Thì cái công nghệ này nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cái khí động học này, giúp cho cái mặt vợt của chúng ta ổn định hơn, ít rung lắc hơn đó. Ngoài ra thì nó giảm tối đa cái lực cản của không khí cho tốc độ vung vợt của anh em nhanh hơn đó. Thì tiếp theo thì chúng ta vẫn có những công vợt có những công nghệ High Tensile Slim Shark này, tức là ở đây chúng ta có một cái đũa vợt mảnh, nó mảnh hơn những cây vợt trước đây của Lightning. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ được cái độ cứng, độ bền và cái khả năng cái sức uốn của cây vợt đó. Rồi những cái công nghệ quen thuộc trên những các cây vợt Lightning mà chúng ta cũng từng gặp trước đây như TB Nano, Wing Stabilizer, UHB Shark hay là Aerotech Beam System, đó đều là những cái công nghệ mà áp dụng trên mặt vợt cũng như là thân vợt của cây vợt này. Thì những cái công nghệ quen thuộc đấy ấy, chúng ta bắt gặp hầu hết trên những cây vợt
cận cao cấp, trung cấp, cận cao cấp hoặc là những cái vật cao cấp của Lightning, thì anh em có thể tham khảo cụ thể hơn những công nghệ đấy ở trên website. Chúng tôi sẽ để link của sản phẩm này ở dưới phần mô tả của video nhé, anh em tiện theo dõi ở đó. Thì tổng thể về hai cái phiên bản cải tiến 6000 Power cải tiến từ 6000C Combat và 6000 Control cải tiến từ 6000i, thì ở đây chúng ta có một cây vợt không có sự khác biệt về thông số kỹ thuật cũng như là cảm giác chơi, lối chơi, hướng đến, mà chỉ có khác biệt lớn nhất mà đáng nói đến nhất là những cái thiết kế màu sắc thôi. Vậy thì đối với cái vợt 6000 Power ấy, nó sẽ hướng đến cái người chơi mà yêu thích cái lối đánh mạnh mẽ, tấn công từ phía sau, đặc biệt là trong nội dung đánh đôi. Nó sẽ phù hợp với những người chơi mà có cái lực của tay trung bình khá, và nó sẽ lợi thế hơn đối với những người mà thường xuyên sử dụng cái cổ tay để đập cầu cũng như là để tì đè phản tạt đó. Thì đây là cái tính chất của một cây vợt 6000 Power hướng đến. Cũng giống như 6000C thì thú thực với các bạn là hiện tại đây là cây 6000C mình đang sử dụng hàng ngày đó. Cảm giác chơi thì mình là một người chơi mà có cái lực cổ tay trung bình khá thôi, thường xuyên sử dụng cái cổ tay để đập cầu cũng như là tì đè. Đó là cái chia sẻ của mình và cái cảm nhận của mình khi mà sử dụng cái cây 6000 Combat này ở trên sân. Mình cảm giác nó khá là vừa tay, không quá nặng, vừa sức, và hơn nữa là mình cảm giác nó có cái sự đầm đầu, nó không hề có sự rung lắc về đầu vợt. Thì tương tự ở đây 6000 Power cũng vậy, nó chỉ khác biệt màu sắc thôi, còn lối chơi, cảm giác chơi nó vẫn tương tự như 6000 Combat. Còn đối với 6000 Control ở đây ấy, thì chúng ta có một cái vợt thiên về cái khả năng tấn công nhanh trên lưới, phản tạt tì đè nhanh trên lưới, thì nó sẽ phù hợp nhất với những cái bạn nữ mà thường xuyên bắt lưới, tì đè trên lưới trong nội dung đánh đôi. Ngoài ra thì các bạn nam mà yêu thích cái khả năng phản tạt, tì đè, chặn cầu nhanh ở trên lưới ấy, và đặc biệt là nó sẽ phát huy tối đa cái sức mạnh đối với những người mà thường xuyên sử dụng cái cổ tay để tì đè cầu và thủ cầu ấy, thì đây là một cái vợt khá là phù hợp, trọng lượng nhẹ, đầu vợt nặng, cho khả năng tấn công nhanh và có độ chính xác cao đó. Rồi thì trên đây chúng ta vừa đi trên tay này, so sánh và tìm hiểu cái sự khác biệt về hai cái mẫu vợt vừa được hãng cho ra mắt là 6000 Control và 6000 Power, đều là những cái phiên bản cải tiến của các cái vợt đã ra mắt trước đây, rất là thành công và được nhiều người chơi phong trào tại Việt Nam đang sử dụng. Các bạn còn muốn biết thông tin gì nữa, biết thêm thông tin gì, hay là có những cái thắc mắc gì, hãy comment ở phần bên dưới để chúng ta cùng bình luận nhé. Ngoài ra thì hãy giúp chúng tôi một like, một chia sẻ cho những anh em khác cùng biết tới những cái cây vợt như này. Như các bạn biết ấy, thì giá của nhà sản xuất công bố ở đây là 1.850.000, nhưng mà hiện nay thì tại website của chúng tôi bán với mức giá rất là hợp lý và kèm nhiều cái quà tặng hấp dẫn nữa. Các bạn có thể truy cập cụ thể ở dưới phần link tôi để dưới phần mô tả của video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Xin chào.